Xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một căn nhà mặt tiền đường Dương Thiệu Tước ở phường Tân Quý, quận Tân Phú của chú anh chị. Đây là hình ảnh căn nhà của chú anh chị nha. Về căn nhà thì có diện tích là ngang 4 dài 10 của chú anh chị. Nhà kết cấu một trệt một lầu, hai cái phòng ngủ, hai nhà vệ sinh của chú anh chị nha. Tầng trệt thì có phòng khách, khu vực nấu ăn, nhà bếp và nhà vệ sinh. À, không gian phòng khách phòng bếp rất là sạch sẽ, nhà mới 100% của chú anh chị. Khuôn bếp thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha, mình rất là ghê, trần nhà rất là sạch sẽ thông thoáng của chú anh chị ha, không gian rất là đẹp luôn. Nhà này nhà sổ hồng riêng mặt tiền của chú anh chị, buôn bán kinh doanh ở đô kiên của chú anh chị nha. Đó là không gian phòng tầng trệt của chú anh chị, rất là sạch sẽ, nhà đẹp. Cầu thang thì vẫn bằng gỗ thanh trắng kính lực, còn không gian phòng trên phòng ngủ có hai cái phòng ngủ của chú anh chị nha. Thì hiện tại căn này giá chủ kia là 4 tỷ 550 triệu thương lượng của chú anh chị nha. Cô chú chị mình quan tâm mua ở cái căn nhà này thì liên hệ em số điện thoại 0898028417, em dẫn xem nhà. Theo dõi video thì của chú chị mình đừng quên cho em được like, được share, được đăng ký kênh của chú chị ha. Bên em có nhận review hay là nhận đăng tin cả nhà chính chủ của khu vực thành phố Hồ Chí Minh và nhận sửa chữa xây dựng nhà mới ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có chú chị mình nào có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại em hỗ trợ ha. Còn cô chú anh chị nào mình quan tâm để mua căn nhà này mà để ở thì sớm liên hệ em ha. Không gian phòng ngủ của chú chị, sàn là lát gỗ chú chị ha, nè, sàn lát gỗ mình có thể là nếu mà nó hư mình rất là dễ thay. Đây là cái khu vực nhà vệ sinh ở tầng trên, gỗ cửa phòng ngủ là cửa nhựa cao cấp của chú chị, giả gỗ ha, rất là đẹp. Không gian nhà sạch sẽ thoáng mát của chú anh chị, mua ở liền nha. Con em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị mình đã theo dõi thông tin. Có nhu cầu thì đây là em dẫn xem nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một cái sản phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.